inspired by so many great stories and so many unsung heroes. I'm passionate about bringing people together and telling Asian American stories. I know that love and value are the same. We all belong right here. Learning how to create a video, then you can create a video with your cell phone, because this is our story. Now you see that we have diverse community telling our Asian American story, so we need Vietnamese American stories. Yeah. Xin mời quý vị, đây là một cái lớp mình học làm cách làm phim dùng phone, phải không ạ? Thành ra mình nên làm phim để mình kể chuyện của mình, mỗi người câu chuyện của mình một phút thôi. Nhưng mà hồi nãy quý vị thấy một phút dài lắm á, 5 phút mình ngồi mình chờ mỏi cổ luôn á, thấy không? Thành ra một phút là nếu mà mình làm khéo, mình xúc tích phong phú, thì nhờ bà con mỗi người mình làm như vậy đó, thì có gì rồi mình nộp vô cái video contest của bà, và sau đó mình đem lên đi chương trình TV của mình. Chủ đề sao vậy cô? What is the topic? This year's topic is all of us belong here. Tức là tất cả chúng ta belong here là sao ta? Thuộc ở đây, tức là đây là xứ của mình, đây là nhà của tôi rồi đó. Belong here là tôi có quyền ở đây. Yes. So it doesn't matter where are you from, what is your background, what is your culture, and we all belong to this country, belong to this place. Tức là bất kể từ mình từ đâu tới, mình tới lúc nào, mình tới kiểu nào, bây giờ mình là công dân Mỹ, mình là đây là nhà của mình rồi. Yes. With the help of your teacher, with the instruction from your teacher, I believe you will create a very beautiful video and maybe the winner. So winner will get $5,000 for the first prize. Okay, here we go. Giải nhất 5,000. Cặp đắt 19,000. Giải nhất 5,000 và Diana Dean rất mong và rất tin tưởng là mình đang học cái lớp làm video và đang với anh Cường là một ông Cường nhiều tài lắm á, mà rất giỏi về cái mục này. Thành ra Cường mong là mình sẽ có những giải chiến thắng 5,000. We hope we're expecting over 100 participants, but 10 of them will be the winners. Chỉ có 100 người, bà nghĩ là chỉ có 100 người tham dự, mà trong đó là 10 người sẽ được giải thưởng. Có lý à bà con? 5,000. Có lý lắm chứ. 10% mà lượt 5,000 có lý chứ. But I know you are not winning for this money, because it's very meaningful. Your story will be shared to millions of people. We have over 8 ethnic media partners to share these stories on social media, on website, on newsletter, everywhere. So your story will reach to millions of people. That is important. Yes. Mình là dân ở đây, mình là American rồi, thì mình ở đây. Thành ra mình cần có tiếng nói đó. Và tiếng nói thì dĩ nhiên mình này ngồi đây mình nói với nhau ai nghe. Nhưng mà bà Diana Dean có cái idea là của cộng đồng Á Đông bên Mỹ. Mà nếu mà Việt Nam mình không có người bỏ chuyện của mình vô thì toàn chuyện người khác, không có chuyện Việt Nam. Nói lớn chứ không nghe. Đừng nghĩ những cái gì mà nó to lớn đó cũng có thể có những cái gần gũi, những cái khó khăn lúc ban đầu, đặc biệt là cái cuộc vượt biên chúng ta làm sao mà quên được đó. Vượt biên nào làm mấy chóp để nuôi con cháu, đúng không? Struggle to learn English even now in here in this place. See? Bây giờ mình 60 tuổi mình vẫn còn học là cả một. Về nhà sàn dùng được á? Được. Chưa mà không có. Mấy chưa trọng dạng. Mới bắt đầu đi tìm chuyến bay. Mai mốt đi tìm chuyến bay là mai mốt mà trành mấy cái này lên. I'm inspired by so many great stories and so many unsung heroes. I'm passionate about bringing people together. Tell Asian American stories.
Hiện nay trên tình có thiếu bên phi luật anh là họ cũng đang trợ có họ không? Có cô bác nào có câu hỏi gì không ạ? Có. Dạ.